Giới chiêm tinh học bất ngờ khi xem lá số tử vi tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 tháng 3 âm lịch, được thần tài độ mạng, bất ngờ đổi vận giàu sang. Vâng, xin được kính chào quý vị anh chị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị và các bạn gặp được nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài, phát lộc. Quý vị thân mến, mỗi người sinh ra thì đều mang trong mình những số mệnh khác nhau, và thậm chí thì với mỗi một người thì có những biến động khác nhau trong từng giai đoạn của cuộc sống. Nhiều người thì phải trải qua cảnh túng thiếu, nợ nần, chồng chất. Nhiều khi chính họ cũng nghĩ rằng là mình sẽ không bao giờ có thể trả hết được nợ, bởi vì trên thực tế cứ trả hết cái này thì cái khác lại xuất hiện. Tiền bạc lúc nào cũng luôn là vấn đề để những người này họ phải đau đầu suy nghĩ. Nhưng những gia chủ tuổi Ngọ yên tâm, đó chỉ là nghèo khổ nhất thời nếu có mà thôi. Chứ nhất định trong tháng 3 âm lịch này thì thế nào bạn cũng sẽ trả hết nợ nần và không còn phải đau đầu vì tiền bạc giống như trước đó nữa. Nợ mấy cũng trả hết, đã thế lại còn trải nghiệm cuộc sống giàu sang, phú quý, dư giả về tiền bạc trong tháng 3 âm lịch này. Tiền bạc rủng rỉnh, phúc phận đầy nhà, tuổi Mậu Ngọ trong tháng 3 âm lịch được giới tiên tri tử vi học dự báo, nợ nần bao nhiêu cũng trả hết sạch, đổi vận giàu sang nhờ phúc phận đầy bất ngờ. Trước khi đi vào tìm hiểu nội dung chi tiết thì quý vị cũng đừng quên ủng hộ kênh Phong Thủy Gia Cát bằng cách nhấn vào nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung nào mà chúng tôi chia sẻ. Còn ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng tìm hiểu. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 trong tháng 3 âm lịch năm 2022. Người tuổi Mậu Ngọ mệnh thiên thượng hỏa, tính cách hoạt bát, lạc quan, yêu đời, bản chất lương thiện. Họ luôn hết lòng giúp đỡ bạn bè, cũng không ngần ngại giúp đỡ cả những người xa lạ. Cũng rất công bằng và chính trực, nhờ thế mà họ có rất nhiều bạn bè. Họ vì bạn bè mà lăn xả. Khi gặp khó khăn, bạn bè cũng chính là người sẵn lòng vì họ mà hóa giải nguy nan. Người tuổi Mậu Ngọ có tinh thần trách nhiệm cao, dễ được cấp trên tín nhiệm và trọng dụng. Tuy tính cách có phần nóng vội, đôi lúc cũng mắc sai sót, nhưng sự chân thành và lạc quan của họ khiến cho mọi người hết lòng yêu quý và giúp đỡ. Sự nghiệp của người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 trong tháng không quá thuận lợi, vì vậy gia chủ cần phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đối diện với khó khăn. Chuyện đầu tư kinh doanh chớ nên vội vàng, cần thăm dò rõ ràng tình hình thị trường trước khi đưa ra quyết định. Các mối quan hệ xã giao không thuận lợi cũng là yếu tố cản trở thành công, nên để tâm tới điều này. Nhân duyên của bản mệnh cũng rất vượng, đào hoa không ngớt, ong bướm vây quanh không ngừng. Nguy cơ đụng độ đào hoa ảo của bạn cũng cao hơn. Hãy chú ý giữ vững tâm lý, cùng với khoảng cách hợp lý với những người khác phái, đồng thời quan tâm hơn đến gia đình, nếu không rất dễ xảy ra tình trạng ngoại tình, gây nhiều tổn hại cho gia đình. Xét về thiên can, Mậu Dương Thổ gặp giáp Dương Mộc nên gọi là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Mậu Ngọ sẽ có được tài lộc nhiều hơn, công việc sự nghiệp có tiến triển tốt. Nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần phải chú ý cẩn thận, sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết đối với bạn đời. Nếu không cẩn thận, có thể dẫn tới chia tay. Các vấn đề nên cần ngồi lại, chia sẻ rõ ràng, chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tử vi tháng này cho thấy con đường phát triển sự nghiệp của gia chủ vướng phải nhiều trở ngại, ít cơ hội thăng tiến. Việc làm ăn kinh doanh đối mặt với nhiều thách thức mang tính khách quan như tác động của dịch bệnh, cung cầu thị trường. Vì thế làm gì bản mệnh cũng cần phải kiên trì, quyết tâm hơn hẳn trước khoảng thời gian trước đó và chớ vội đầu hàng trước khó khăn. Thời điểm này bạn dễ rơi vào mâu thuẫn với đồng nghiệp, cạnh tranh với đối thủ và thậm chí là bất đồng quan điểm với cấp trên. Bên cạnh việc giữ vững lập trường, bạn cũng cần phải tự nhìn lại bản thân trước khi chê trách hoặc phê bình người khác. Nếu có lỗi sai, bản mệnh nên tự ý thức và có hướng sửa chữa, chớ nên đùn đẩy, đổ trách nhiệm cho mọi người xung quanh. Công danh sự nghiệp bị cản trở, suy nghĩ tiêu cực, bi quan sẽ khiến cho tuổi Mậu Ngọ dễ đánh mất đi quyết tâm của mình. Có thể một bước vấp ngã là chẳng thể nào đứng dậy được, cần tự sốc dậy tinh thần cho mình trước khi quá muộn. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ để cho vận trình sức khỏe và gia đạo
được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Mậu Ngọ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, tử vi chỉ ra rằng tình hình tài chính của người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 trong tháng không được lý tưởng, con đường kiếm tiền làm giàu thêm áp lực và khó khăn chồng chất. Tiểu nhân vận vượng, bản mệnh có thể sẽ bị những kẻ xấu bụng bày mưu tính kế hãm hại, tiền bạc tổn hao, nhất là chuyện kinh doanh bất thuận, lợi nhuận sụt giảm nhanh chóng. Gia chủ Mậu Ngọ khó mà có được tiền bạc rủng rỉnh trong tay. Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi mà công việc của bản mệnh đang khá bấp bênh, chưa tìm được một điểm đột phá. Con giáp này có khi đang trên đà tiến bước, sắp nhận được thành quả do công việc sức mình bỏ ra thì lại bị nẫng tay trên. Nhưng các mối quan hệ xã giao ở thời điểm hiện tại không được tốt nên chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận chứ chẳng thể kêu ai. Tiền bạc kiếm được trong tháng ít ỏi, thường phải giành giật, bon chen vất vả mới thu về được tiền về tay. Vì thế mà bản mệnh nên học cách tiết kiệm, chớ chi tiêu hoang phí quá mức. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Người sinh năm 1978 không nên lao động quá sức trong khoảng thời gian này, nếu không dễ rơi vào tình trạng lao lực khiến cơ thể mệt mỏi, thậm chí gây ra tổn thương khó có thể chữa lành. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn cũng nên dành một khoảng thời gian nhất định để rèn luyện sức khỏe. Bạn đã bắt đầu bước vào giai đoạn lão hóa nên không thể coi thường các dấu hiệu cảnh báo của cơ thể. Ngoài ra đi lại cần phải thận trọng, tránh chủ quan lơ là, kẻo gặp tai nạn bất ngờ. Các quý gia chủ tuổi Mậu Ngọ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý gia chủ. Để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng theo tuổi của các gia chủ tuổi Mậu Ngọ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Về chuyện tình duyên trong tháng, người độc thân ít có cơ hội đến với người phù hợp, dù là nam mạng hay nữ mạng. Gia chủ thường xuyên rơi vào trạng thái bị động, chờ đợi người khác đến với mình. Người đã có gia đình thì cần phải kiềm chế cảm xúc nóng nảy của mình nhiều hơn. Nếu vợ chồng không thuận, dễ xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp. Có vấn đề gì xảy ra, đôi bên cần phải chủ động trò chuyện, trao đổi với nhau nhiều hơn, không nên giữ mãi trong lòng hoặc khăng khăng làm theo ý mình. Tổng quan tháng 3 âm lịch năm 2022, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 3 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3 năm 2022, tức ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến 30 tháng 4 năm 2022 dương lịch. Tháng 3 Giáp Thìn có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Thìn, Lục Hợp Dậu, Tam Hợp Tý và Thân Thành Thủy Cục, Xung Tuất, Hình Thìn, Hình Mùi, Hại Mão, Phá Sửu và Tuyệt Tuất. Đối với người tuổi Mậu Ngọ trong tháng 3 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày sau. Ngày âm lịch, ngày 5 tháng 3 năm 2022, tức ngày 5 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tý, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 17 tháng 3 năm 2022, tức ngày 17 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tý, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 29 tháng 3 năm 2022, tức ngày 29 tháng 4 năm 2022, có dương lịch nạp giáp là Nhâm Tý, nạp âm là Tang Trá Mộc. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mậu Ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết,
không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Mậu Ngọ trong tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 12 tháng 3 năm 2022, tức ngày 12 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mùi, có nạp âm là Sa Trung Kim. Ngày âm lịch ngày 24 tháng 3 năm 2022, tức ngày 24 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mùi, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra những việc quan trọng như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ. Để chọn được ngày giờ đẹp phố Long Tương Chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của Phong Thủy Gia Cát về tử vi của người tuổi Mậu Ngọ 1978 trong tháng 3 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Mậu Ngọ. Qua đó thì quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong tháng 3 âm lịch, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để có thể là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc cho quý vị gặp nhiều may mắn, bình an và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.